Minh Toàn xin mến chào quý bà con cô bác. Hiện giờ Minh Toàn đang lưu thông trên tuyến đường 36m của quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Tức là tuyến đường đằng sau Bixi đấy ạ. Và hôm nay là Minh Toàn đang sau một cái cuộc trận đấu bóng đá của Việt Nam và ASEAN. Thì Minh Toàn lên đường vui cùng không khí với mọi người đang vui mừng bởi vì là trận đấu của Việt Nam ngày hôm nay. Việt Nam ngày hôm nay thắng Syria là với kết quả là 1-0. Thành ra là mọi người đang đi lướn tuyến đường thì ở đây quý vị và bà con các bác đang thấy mọi người đang rất là hào hứng đổ ra các tuyến đường để chào mừng. Ở đây chỉ là một cái thành phố Hà Đông thôi, nhưng mà quý bà con các bác có thể nhìn thấy được. Cái không khí của buổi ngày hôm nay. Có em gái xinh đẹp mặc áo yếm 2 giây. Em đang đi cổ vũ đây. Chắc phải đuổi theo em này thôi. Em này xinh quá. Quý bà con cô bác cũng có thể thấy ở Hà Nội, đầu cầu Hà Nội bây giờ là rất là nhộn nhịp. Hai bên đường ở Hà Nội bây giờ đang rất là tấp nập bà con cô bác ạ. Ở đây quý bà con cô bác đang có thể thấy là cảm nhận được cái lòng yêu mến thể thao của đồng bào Việt Nam. Quý bà con cô bác có thể cảm nhận được không ạ? Ở đây là phường quận Thanh Xuân của Hà Nội ngày nay.
Ở đây Minh Toàn đang lùa theo dòng người, đi theo dòng người để cổ vũ cho bóng đá của Việt Nam nhân dịp Việt Nam vào bán kết của ASEAN năm 2018. Có các cháu nhỏ đứng trên xe rất là nguy hiểm. Minh Toàn đang ở Hà Nội của Việt Nam ngày hôm nay. Chính vì thế mà quý bà con cô bác có thể cảm nhận được cái lòng yêu mến thể thao của Việt Nam của chúng ta. Gia đình này mang cả em nhỏ đi luôn. Thật là nể phục gia đình này. Gia đình này mang cả em nhỏ đi luôn quý bà con cô bác ạ. Minh Toàn đang có mặt tại quận Thanh Xuân của Hà Nội ngày nay. Và đây là 6 cái chân mà Việt Nam vào vòng bán kết của ASEAN năm 2018. Ôi có em gái, hai em gái mặc đồ xinh quá. Bà em gái đang trước lên đường kinh quá bà con. Tiếng còi xe âm mỉ.
em gái không đội mũ bảo hiểm nhưng cổ vũ rất là nhiệt tình. Minh Toàn đang ở trên tuyến đường Nguyễn Trãi của Hà Nội. Đây, trên cầu quý bà con, các bác có thể nhìn thấy. Đó. Ôi, có em gái xinh đẹp quá, Minh Toàn phải đuổi theo em gái này mà thôi. Ôi, hôm nay rất là nhiều chị em phụ nữ rất là xinh đẹp để đi cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam, đi ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam U23 Việt Nam ngày hôm nay. Đến chàng trai này bó tay nhưng mà vẫn phải vẫn đi cổ vũ bà con ạ. Để theo dõi những cái màn cổ vũ bóng đá ba đạo ở Hà Nội ngày hôm nay thì kính mời quý bà con cô bác chúng ta hãy nhấn nút đăng ký kênh của Minh Toàn để theo dõi những video mới nhất về những màn cổ vũ bóng đá ba đạo của thành phố Hà Nội ngày hôm nay nhé.